Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại lên tiếp cho anh em một cặp loa bút sale đến từ hãng Panasonic. Cặp loa này cũng quá là quen thuộc. Đó là cặp loa Panasonic, model là BM37 nha anh em. Cặp này mình đã từng bán rất là nhiều. Với về những cặp thường là màu đen, nay lại về được cặp màu vàng nha anh em. Nhưng mà kết cấu loa y chang luôn. Màn loa bass và màn loa midtrep nó đều y chang như nhau, chỉ có khác là màu đen, này là màu vàng thôi nha anh em. Đợt này mình về được cặp màu vàng. Trước đây mình đã bán mấy cặp màu đen rồi. Đó. Màu vàng. Đây là hậu lo. Hậu thông hơ. À, anh em thấy không? SB-BM37. Công suất của cái chép là 15W, bass là 35W, trở kháng đều 6 ohm. Dòng này được sản xuất tại Nhật luôn nha anh em. Model là số series là 980. Bên này cũng 980. Về thì bên đây thì do vận chuyển nó nhiều nó cứng thôi chứ không bể nở nha anh em. Đó. Vẫn còn ok tất cả. Lỗ thông hơ nằm đây. Những cái dây này anh em có thể thắc mắc đó là tay cột dây tín hiệu thôi. Dây tín hiệu của những dòng loa này nó dài lắm. Cặp loa này đi theo vàng BM37 mà. Nó có cục vàng nữa. Dây này để cột dây tín hiệu. Dây tín hiệu chắc cầu dài còn 5 mét có, dài lắm. Nhưng mà do về họ rướng sao họ cắt còn có một khúc à. Đây. Đây là loa hai cầu, giờ mình đấu lợ chung hai dây với nhau. Dương theo dương. Âm theo âm. Dây bên đây là dây xám á, là dây dương nha anh em. Dây xanh là dây âm, còn đỏ đen là anh em biết rồi. Đó. Mình bán mấy cặp này màu đen, còn nay về đâu được một cặp màu vàng, cũng khá là đẹp ha anh em. Đó, vuông vức hết nha anh em. Mình bán cặp màu đen, mình đã có đăng YouTube rất là nhiều, có một bạn vô comment ý kiến với mình đó là cái này là không phải là bass, đây là cái sub. Đúng, bạn nói cũng đúng, tại vì cái dòng này thiết kế là sub quật mà, super quật là tiếng trầm. Nhưng mà vì là cái dòng này không phải là trầm hẳn, nó có tiếng trong đây nha bạn. Mình giải thích bạn là có tiếng, nghĩa là tiếng dòng những ca sĩ trầm nó lọt vô đây hết. Tại vì những cái dòng lo này nó không có mạch phân tầng, nó không có cắt súp hoàn toàn, tiếng súp không. Tại nó không phải thiên súp 100%, nghĩa là nó vẫn hỗ trợ có tiếng ca trong đó ít thôi, chứ không có nghĩa là tiếng cao không có lọt vô. Tại đây không có mạch lọc. Đúng bạn nói bạn ấy. Nhưng mà cái dòng bass này hãng sản xuất là thiên về tiếng bass. Tại vì họ đã thiết kế một cái, đây là cái mid trep. Mình nói mid trep chứ còn bạn nói mình là cái trep không à, là không phải. Mình nói mid trep thì bạn không nghe rõ. Là mid trep là thay vì là kêu loa toàn giải, đây là cái mid thôi. Đó. Họ sản xuất cái gân vải rất là mềm nhũng luôn, màng giấy. Còn dưới đây là màng nhựa polymer vậy thôi. À, gân này là gân cao su. Nhưng mà do về những cái dòng này B37 là 100% 10 cặp, đủ 10 cặp nó một gân. Và mình đã thay gân lại cho anh em hết rồi. Đây là gân mút, thay gân thì không bao giờ được gân zin, gân cao su nha anh em, chỉ gân mút thôi. Đó, màng lo màu xám. Nó màu đen y chang những cái cặp màu đen luôn, bass y chang, midtrep y chang. Thì khác là khác cái vỏ màu gỗ. Màu của thùng là màu này màu vàng, cái kia là màu đen thôi anh em. Đó. Tham gia cái dòng lo này có thể làm trợ lờ được, tại vì đây nó có cái tiếng mít chép. Nhưng mít chép này nó vừa tiếng ca, nhưng mà trong đó nó có đủ tiếng chép cho anh em luôn, chứ không phải là
Thưởng mít chép là không có chép nhiều, chép hay luôn nha anh em. Những dòng này mình dùng để chợ lờ được nè, và có thể chơi nhạc nhạc mạnh DJ được, tại vì đây là cái tiếng bass, nó hỗ trợ tiếng bass nhiều hơn, nhưng mà có tiếng ca trong đó nha, mình đã test hết rồi. Đó, mặt mặt tiền của cặp loa này còn quá đẹp nha anh em, sáng sủa lắm, rất là mớ luôn. Mình cũng không nói nhiều bài về cái cặp loa này rồi, nay mình cũng nói sơ thôi và mình cũng đo lại cho anh em xem luôn. Cặp loa này là bass 10 nha anh em, còn đây là mid chép 8 cm nha anh em. Đó, mình đo là đo luôn cái khung loa luôn, chứ nếu đo từ cái gân này là tầm 7 cm thôi, tại mình đo luôn cái khung loa luôn là nó phải 8 cm, bass thì 10. Đó, mid chép thì tương đương bass luôn nha anh em. Cặp loa này dùng để chợ lờ nghe nhạc mạnh rất là hay, những cái dòng thiết kế độc đáo của hãng nè, hãng thiết kế cái dòng loa này khá là hay nha anh em, quá là hay, nghe rất là phê luôn á. Và mình xem báo giá lại, mình bán cặp loa này là 500 ngàn với lý do về thiếu một y căng, chỉ còn một y căng thôi. Anh em mua mình vẫn gắn bình thường vậy đó, anh em về chơi đó, do nó thiếu thiếu y căng. Cái màu đen thì y căng màu đen, cái này là do màu vàng, thì lại thiết kế y căng màu vàng thì nó không hay, nó thiết kế cái cùng tông cái mặt nạ này là màu bạc nha anh em, màu xám bạc. Về nó còn có một cái thôi, tham gia mình sẽ bớt. Đúng như cặp loa này bán là anh em thường chơi là 550, mình bán 550 trên kênh mình luôn. Này do thiếu mồi căng mình bán 500 nha anh em. Đó, cặp loa này anh em đã từng chơi anh em cũng đã biết, rất là hay nha anh em. Và sau đây mình sẽ test nhạc, quên nữa, mình sẽ đo lại chiều cao cho những anh em người ta chưa có xem, chưa biết về loa thì người ta biết, chứ mình không có nói sơ qua quá. Đó, cao 23 nha anh em, cao 23, rộng 13 rưỡi, cao 23 rộng 13 rưỡi. Nếu luôn tính y căng là 23 năm, vậy là chiều chiều sâu và chiều cao tương đương nha anh em. Cặp loa này là hậu sâu cũng khá là sâu, với vừa thiết kế hậu sâu nè, rồi cái này là thiên về tiếng trầm nhiều, cái bass thiên tiếng trầm nhiều, đâm ra cặp loa này mình chơi những nhạc mạnh DJ là khá phù hợp nha anh em, rất là hay. Rồi sau đây mình sẽ test nhạc nha anh em. Từ xa tôi về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương, chợt nghe quen từng viễn sỏi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Cửa tâm tư là mát nên khi đối mặt chuyện muôn nhân gian lận mất, đưa ta đi về nguyên thủy loài người, lời yêu thương muốn ngỏ vụng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. 4 giờ đi dài thêm 4 giờ về, thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi, đưa ta đi đến vùng tuyệt vời. Người đi đi ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mùng, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chừng bỡ ngỡ bơ vơ, người đi đi
đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài, hình bóng cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi. Rồi, mình đã test nhạc cho anh em một số bản nghe. Chắc âm rất là hay, rất cà phê. Gặp này thì mình chơi những nhạc mạnh nè, bolero và những nhạc hòa tấu. Và có thể chơi acoustic luôn. Tại vì nó có một cái mic chép đây, nó thể hiện tiếng ca và tiếng nhạc cụ đàn thờ đàn thùng rất là hay. Đó, cặp loa này chơi cũng nhiều thể loại, rất là hay. Và mình xin báo giá lại, mình bán cặp loa này là 500.000. Anh em có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại mình 0938 782 092. Mình ship toàn quốc. Anh em ship code thì vui lòng cọc trước cho mình. Anh em cọc thì mình mới gửi hàng nha. Rồi, clip của mình đến đây cũng xin kết thúc. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại clip tiếp theo của mình.